Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Ca sĩ Phương Loan gây xúc động với nụ hôn dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Sau hơn 3 tháng nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ, ca sĩ Phương Loan đã dần cân bằng lại cuộc sống. Trong một lần nhắn tin trò chuyện cùng bạn thân, ca sĩ Phương Loan cho biết cô luôn duy trì thói quen ra thăm người chồng quá cố vào cuối tuần. Vào sáng ngày 2 tháng 3, hình ảnh vợ cố nghệ sĩ Chí Tài gửi nụ hôn gió về phía di ảnh người chồng 33 năm gắn kết được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Hành động của ca sĩ Phương Loan dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài gây xúc động mạnh. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài nổi tiếng là người đàn ông của gia đình khi luôn yêu chiều bà xã hết mực. Mặc dù không sinh con, nhưng vợ chồng nam danh hài vẫn có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc và trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì Vbiz. Trước đó ít ngày, ca sĩ Phương Loan và gia đình đã gửi số tiền phúng điếu gần 2 tỷ đồng trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài về cho nghệ sĩ Hoài Linh. Theo lời anh trai nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ giúp đỡ gia đình thực hiện di nguyện còn dang dở của người đã khuất. Chàng trai Bạc Liêu được nhiều người nhận xét giống cố nghệ sĩ Chí Tài thời trẻ. Sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Chí Tài đã để lại nhiều niềm tiếc thương trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là khi cách đây ít ngày, những hình ảnh cuối cùng của vị nghệ sĩ tài hoa trước lúc mất vài tiếng được công bố. Trên mạng, người hâm mộ thể hiện niềm thương xót bằng cách tìm kiếm và chia sẻ lại những clip của nghệ sĩ khi còn đứng trên sân khấu. Trong quá trình đó, nhiều người ngỡ ngàng khi phát hiện loạt clip trên TikTok của một thanh niên có nhiều nét giống cố nghệ sĩ Chí Tài. Liên lạc với chàng trai đang được nhiều người chú ý, anh chàng giới thiệu mình tên là Chí Nghĩa, 20 tuổi, hiện đang sống tại Bạc Liêu. Mình đăng các clip hát nhép lên TikTok khoảng hơn một tháng nay và nhận về rất nhiều bình luận giống nghệ sĩ Chí Tài. Ban đầu, mình rất bất ngờ và cảm giác hoang mang, không hiểu vì sao mọi người lại nói vậy. Nghĩa chia sẻ, Nghĩa cho biết, ở quê không có nhiều người nói cậu giống nghệ sĩ Chí Tài, chỉ sau khi đăng tải các clip lên mạng thì mình mới nhận về nhiều bình luận như thế. Nghĩa nói thêm, trước sự chú ý của những người xa lạ, Nghĩa cũng dành thời gian để trả lời một số bình luận hỏi thăm, nhưng không hết. Nghĩa cho biết, anh chàng cảm thấy vui nhưng có chút ngại ngùng khi nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Không chỉ trên TikTok, trang Facebook cá nhân của Nghĩa cũng nhận về nhận xét tương tự. Nghĩa cho biết, các biểu cảm trong clip được chia sẻ đều là tự nhiên, không cố ý diễn để giống bất kỳ ai. Bản thân Nghĩa cũng là một người đã xem các tác phẩm và dành sự yêu mến đặc biệt đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Công việc hiện tại của Nghĩa là chế biến tôm thủy sản. Thời gian rảnh, anh chàng này thường làm các clip hát nhép đăng lên mạng để lưu lại làm kỷ niệm. Theo Nghĩa, âm nhạc giúp cậu xua tan mệt mỏi và áp lực công việc. Phương Loan thăm nơi an nghỉ của Chí Tài, gương mặt u buồn, nói ra điều xót xa. Nhân dịp 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã đến thăm viếng nơi an nghỉ của chồng tại nghĩa trang Holy Sepulchre Cemetery, quận Cam, phía nam bang California, Mỹ. Dù có bạn bè đi cùng và động viên tinh thần, nhưng cô vẫn không giấu được sự buồn bã. Khi chia sẻ khoảnh khắc đầy tâm trạng, Phương Loan viết, nơi chú Tài yên nghỉ cảnh đẹp lắm, trời xanh mây trắng, nhưng sau lòng cô bé heo buồn quá. Được biết, từ ngày Chí Tài mất và được làm lễ an vị chu đáo, hàng tuần Phương Loan vẫn mang hoa tươi đến thăm viếng. Có những ngày trời mưa to hay nắng gắt, cô cũng không bỏ qua thói quen này. Từng trải qua giai đoạn sốc tinh thần, tưởng chừng như không thể vượt qua, sau đó Phương Loan chọn cách trở lại với công việc công sở và thường xuyên gặp gỡ bạn bè để chuyện buồn nguôi ngoai. Chí Tài sinh năm 1958 và là hoạt động lâu năm trong showbiz Việt với vai trò diễn viên hài, ca sĩ, nhạc công. Chàng trai người Bạc Liêu gây sốt cộng đồng mạng vì quá giống cố nghệ sĩ Chí Tài thời trẻ. Nghệ sĩ Chí Tài là một trong những tượng đài hàng đầu của làng hài Việt Nam bên cạnh Hoài Linh. Sự ra đi của nam danh hài đã để lại nhiều tiếc nuối. Dù đã hơn 3 tháng trôi qua, thế nhưng chủ đề về cố nghệ sĩ Chí Tài vẫn luôn thu hút nhiều khán giả. Mới đây, một nam TikToker bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội vì có ngoại hình giống hệt nghệ sĩ Chí Tài thời trẻ. Lúc đầu kênh TikTok này không có nhiều lượt theo dõi, thế nhưng sau khi hình ảnh của anh chàng được đăng tải khắp các trang mạng xã hội, loạt video bỗng dưng nổi lên.
Nhiều cư dân mạng nhận xét từ gương mặt tròn trĩnh, gò má hơi sệ, nụ cười, hàng ria mép cho đến cách hát của anh chàng cũng khá giống với danh hài Chí Tài. Trong phần bình luận của video, nhiều khán giả bày tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên. Một số khán giả là fan của cố danh hài vô cùng xúc động khi những video này khiến họ gợi nhớ về người nghệ sĩ tài năng nhưng yểu mệnh. Theo thông tin cho biết, chàng trai có tên Chí Nghĩa, quê Bạc Liêu, chia sẻ với một trang báo. Nghĩa cho biết, khi mình đăng clip lên TikTok khoảng một tháng trở lại đây, nhận được nhiều bình luận giống cố nghệ sĩ Chí Tài. Ban đầu anh chàng cũng khá bất ngờ và hoang mang, nhưng rồi cũng quen dần. Anh cũng cho biết thêm, hầu hết người trong gia đình hay ở quê không nói cậu giống nghệ sĩ Chí Tài khi chỉ đăng lên mạng, mọi người mới bình luận nhiều như thế. Trước sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, Nghĩa cũng đã trả lời một số ý kiến bình luận dưới video. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng còn từ TikTok đã tìm luôn cả trang Facebook và Instagram để được chiêm ngưỡng nhiều hơn ảnh của anh chàng này. Quản lý lên tiếng về chuyện ba mẹ Mai Phương tiết lộ phản ứng của bé La Phi khi gặp ông bà ngoại. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, anh Minh Nhật, quản lý cũ của cố diễn viên Mai Phương, đã có những chia sẻ thu hút sự quan tâm khán giả. Cụ thể, sau khi đọc được thông tin những lời tâm sự về phụ huynh của nữ diễn viên một năm qua vẫn phải chầu trực để gặp cháu ngoại, quản lý của cố diễn viên đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Anh cho biết, suốt khoảng thời gian qua, ông bà ngoại đến thăm La Phi đều sợ, khuôn mặt lo lắng và luôn chạy trốn mỗi lần gặp mặt. Đồng thời, quản lý cũ của cố diễn viên Mai Phương cho biết, ông bà đến thăm nhóc tì chưa một lần nào cho cháu quà, sữa hay bánh kẹo. Anh Minh Nhật đã viết, sau khi đọc bài viết này xong, cho tôi xin phép chia sẻ cũng như đính chính một vài điều. Thứ nhất, không ai có thể có đủ tư cách cũng như quyền không cho ngoại gặp cháu. Chẳng qua, trước khi chia sẻ điều gì đó thì nên cân nhắc lại bản thân mình rồi hãy chia sẻ trước xã hội. Nếu sống như bao ông bà ngoại trong cuộc sống này thì không còn gì để bàn cãi ở đây. Sống làm sao, đến khi cháu ngoại gặp mà cái cảm giác không được an toàn, con cứ bảo chạy trốn, coi chừng ngoại bắt thì như thế nào nhỉ? Trẻ em là trang giấy trắng, các con không biết nói dối thì đã không làm tròn được trách nhiệm là ông bà, thì hãy để con được sống trong bình yên à. Điều tôi chia sẻ ở đây với các bạn rằng, có ông bà nào mỗi lần thăm cháu đem một xấp giấy qua cho cháu, ngoài ra một viên kẹo, cái bánh hay hộp sữa chẳng hạn, thì tôi chưa bao giờ thấy con nhận được từ ông bà. Tình thương đã không có thì hãy để những người khác đủ tình yêu thương với con, dù là trong gia đình họ hàng hay người không cùng dòng máu, chia sẻ với con. Để con có thêm niềm vui, sống tốt, trở thành một người cháu ngoan, một người con hiền trong gia đình và là một người công dân có ích trong xã hội. Hãy để cháu tôi được bình yên. Trước đó, mẹ của Mai Phương còn chia sẻ với truyền thông rằng, từ sau khi con cái qua đời đến nay, bà và chồng luôn phải chầu trực để gặp cháu ngoại. Cụ thể bà cho biết, vì bé La Phi, con gái của Mai Phương và Phù Ngọc Huy hiện ở với hai bảo mẫu, nên thỉnh thoảng khi hai bảo mẫu đưa La Phi đến chơi nhà ông bà nội, bà sẽ nhờ bố mẹ Phù Ngọc Huy báo tin để sang thăm cháu. Đúng giỗ đầu của Mai Phương, Trương Bảo Như nghẹn ngào đưa bé La Phi đến thắp nhang cho mẹ.